Uh, nhà đất uh, Khánh Thành uh, khu đô thị mới Mỹ Trung xin uh, kính chào toàn thể uh, các quý khách hàng. Bên em đang có sản phẩm là uh, đường to 11 m rưỡi, về hè rộng là 3 m, lòng đường là rộng 7 m rưỡi. diện tích mảnh đất này là 75 m vuông, mặt tiền 5, sâu vào 10 năm, đằng sau lưu uh, không giữa hai nhà là còn uh, 2 m chiều dài, tổng là uh, lưu không là 10 m vuông. hướng ở đây là hướng đông nam vị trí đẹp không vương víu gì đây em chiếu toàn cảnh cho các bác xem ạ bên phía đối diện đây là về hè rộng 3m nên là về hè rộng 3m còn cái phía bên đối diện đây là còn một cái vườn hoa quy hoạch là vườn hoa nữa thì hiện tại là Nam Cường chưa triển khai nhưng mà hai cái ở đây là hướng Đông Nam trước mặt là vườn hoa đằng bên hướng đông nam mà lại không bị nhà nào che chắn thì về cái mùa hè ấy, thì rất chi là thoáng và mát. Thứ hai là khi bên đối diện bên đây quy hoạch đối diện bên đây là không nhà nào xây dựng nữa thì có thể là những bác nào có điều kiện mua ô tô thì để ban đêm hay ban ngày hay ban ngày để xe thì không bị vương víu nhà khác. Bây giờ xu hướng là người người đi ô tô nhà nhà đi ô tô nên là cái bên phía nhà bên phía đối diện ấy mà không có ô, không nhà nào để ô tô ấy thì tối ra mình cũng không không cần phải thiết phải đánh xe về nhà và mình có thể làm một cái nắn xe ô tô uh, uh, bên phía đối diện để đấy không bị trộm cắp không bị uh, không phải đưa hàng ngày ấy, thì không phải đánh xe đưa xe vào nhà nên là bẩn, mỗi ngày mỗi buổi sáng là phải đưa xe vào khách em cũng bị rất nhiều trường hợp này rồi bên phía đối diện mà nhà mình là hai nhà đối diện nhau nhiều khi muốn để xe ô tô hàng ngày cứ phải lau dọn nhà cửa nên là bẩn thỉu đây bác đi nào xe về bẩn mưa gió đi bẩn để xe ở ngoài không bị sao cả hai là phải có thể để dọc theo cái tuyến vỉa hè đây đấy văn phòng còn giá cả thì bác liên hệ trực tiếp với em để xem giá và em sẽ dẫn đi xem đất thực tế văn phòng em nhận ký gửi hồ sơ mua bán nhà đất và văn phòng em còn nhiều mảnh đất khác trên khu vực này bác nào có nhu cầu mua bán liên hệ theo em theo số điện thoại 094 621 8580 văn phòng em đặt tại trụ sở Nô 2 CN33 khu đô thị mới Mỹ Trung Xin chào các bác em tên là Khánh ạ